Chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quay phần thứ năm. Ở phần thứ năm này mình sẽ sửa cái chữ nếu bạn thích block để vừa lòng nhận xét thành cái chữ khác. Đây thì mình viết về giới thiệu về trang web Maturity. Mời bạn đọc block toán và công nghệ Maturity. Thì mình thay cái h ref nè, bạn thấy chữ h ref này chính là cái đường dẫn đó, thường thường nó mặc định là chữ dấu thăng, thì đây chính là đường dẫn tới cái trang tới tới đâu đó bạn muốn đưa đường dẫn nào vô cũng được. Thì ở đây mình copy cái trang web của Maturity mình dán vào, rồi mình lưu mẫu, xong rồi mình refresh lại, những F5 refresh lại. Đây mời bạn đọc lớp toán và công nghệ duty xem thêm đây, mà bạn nhấn vào cái xem thêm, bạn để cái góc góc dưới bên trái nè, không, nó hiện cái trang của blog ra, bạn nhấn vào thì nó sẽ thay đổi cái trang. Thì bây giờ bạn rồi cái đó để tính sau đi, rồi đó mình tính sau. Bây giờ mình muốn thay đổi phông chữ của cái trang ở đâu, ví dụ bạn thấy cái phông chữ nó xấu quá, phông chữ này xấu quá thì sao, thì mình coi cái phông chữ hiện tại là cái gì. Cái phông chữ hiện tại bằng bạn nhấn, bạn chọn ví dụ chỗ này đi đó, bạn thì mình nhìn qua bên bên phải coi cái phông đó là phông gì. Thường thường nó để chữ phông size là kích cỡ chữ, không, bạn bạn bỏ thì nó sẽ nhỏ lại. Phông size, phông family nè, phông family nè, open sans serif, open sans serif đó, thì cái đây là phông family của nó, cái body nè, open sans serif. Để mình coi cái trong blog Maturity của mình nữa, mình dùng cái phông gì mình bắt chước, tại mình thích cái phông này, nó tròn trịa, dễ dễ đọc. Ở đây mình dùng phông open sans serif luôn. Mà tại sao một cái lại hiển thị đẹp chuẩn, một cái thì nó lại hiển thị trật lất, để coi lý do vì sao vậy. Lý do có thể vì cái phông 2, phông weight có nghĩa là cái độ dày của độ đậm của nó, phông 2 có nghĩa là cái độ cao của cái phông đó, thì bạn phải chọn đúng, nếu bạn còn trật là nó không có được. Để coi, thường thường cái phông open sans serif này nó là cái một phông của Google, cho nên để mình tìm coi. Đây mình ví dụ, mình ví dụ nằm trong cái blog maturity của mình, ví dụ mình vào blog maturity, trong blog này mình đã dùng cái phông open sans serif sẵn rồi, bây giờ mình copy cái phông đó thôi là được. Đâu rồi, đây đây đây, có một chỗ mình dành riêng cho việc đẹp phông như nè, đây là open sans nè, mình sẽ dùng cái phông weight là 700 với 400. Thì bây giờ mình copy nguyên cái này vô, copy nguyên cái này, được rồi, qua đây mình coi cái này nó có để Google Family, nó không hiện ra, như bằng tắt nữa. Không hiện luôn. Chủ yếu mình tìm coi nó có sẵn cái phông trong đây chưa. Chưa, nếu như vậy là chưa rồi, chưa có phần phông rồi. Chưa. Vì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách dùng phông Google. Google có rất là nhiều phông miễn phí. Ví dụ bạn gõ vô như là Google phông. Google phông. Đây. Google phông thì đây là phông miễn phí, bạn có thể dùng thoải mái, không không sợ bị kiện. Đây, đây Latin thì đây bạn chỉ có biết được tiếng Anh thôi. Nếu mà bạn viết tiếng Việt thì nó sẽ bị lỗi giống như nãy, chữ nhỏ chữ to vậy đó. Dọn Vietnamese.
này nó có sẵn một câu là tôi có thể ăn thủy tinh mà không hại gì, xạo không? Đây đây open sang nè, open sang nè, thì bình thường mình dùng cái phông này, coi coi có cái phông nào khác không. Thì cái dùng này, nếu bạn dùng nó hoặc là bạn muốn dùng nhiều loại phông thì bạn nhấn vô cái nút là add to collection. Còn nếu mà dùng một cái thôi thì bạn có thể dùng đây Sion Style Quick Use Pop Up, bấm vào Quick Use. Đây tùy vào cái trang web của bạn. Bạn để ý cái đồng hồ bên đây nha, cái đồng hồ bên phải này nè. Khi mà bạn sử dụng càng nhiều thì tốc độ load trang của bạn càng nhanh. Cái 30 này chỉ 30 giây. Nghĩa là impact on page load time, có nghĩa là ảnh hưởng trên cái trang mỗi một một lần load đó, số thời gian mà để load trang á là này 60 giây nếu bạn thêm cái phông này vô. Đó, tăng gấp đôi. Thêm vô tăng gấp đôi. À không phải giây các bạn, cái này là giống như là cái thời gian để nó load, thì mình thôi coi cái chỉ số đó, dù 60 30 là nó tăng gấp đôi. Đó. Nếu bạn thêm càng nhiều thì cái trang web bạn sẽ càng phong phú, nhưng mà ngược lại á, sẽ đánh đổi một cái chuyện đó là trang web của bạn người ngoài nhìn, người ngoài vào load nó sẽ chậm. Cho nên sử dụng càng ít càng tốt. Còn đây là cách làm sao để chèn vào. Thì thường thường mình chèn bằng cách Java Rip, có nghĩa là đây, mình sau khi mình chọn hết ở trên này rồi. Sau đó mình chọn xong hết rồi, mình xuống đây mình copy nguyên cái đoạn này. Copy nguyên này. Nó giống như đây nè, giống như trong blog activity nè. Nè, cái đoạn này nè, chính là đoạn này, là đoạn này đây. Là đoạn này đây. Đó là cách dùng phông phông Google. Quan trọng là bạn phải chọn phông gì cho phù hợp là được. Thì đây nó cũng có chỉ cách dùng phông luôn, kéo xuống đây. Nếu mà bạn dùng đến đây á, thì dưới này bạn dùng phông Open Sans Serif. Đó, thì chỉ cần dùng phông này thôi là được. Thì copy cái này, thì giờ mình copy cái này nha. 400. Đây mình dùng 700 400. Kể dùng thêm cái 700 đi. 700 là cái bond. Này có 700 đây. Giờ mình copy. Copy bây giờ bạn sẽ hỏi là mình copy như vậy nhưng mà mình sẽ dán vào đâu? Mình sẽ dán vào đâu? Như ví dụ như ở đây. Đây nó sẽ dán vào cái chỗ mà có nhiều màu sắc, cái chỗ nào có chữ strip, kiếm cái đoạn nào mà có cũng có chữ mở, cái thẻ mở strip, đóng strip giống như vậy nè, bạn dán ở gần khu vực đó. Thì quay lại cái mẫu của cái trang web mình đang xây dựng đây, mình kéo lúc lên trên, thường nằm lúc ở trên đó. Đây, đây có một cái có strip sẵn, hai cái luôn. Thì mình cũng dán trong khu vực này. Đó, mình dán nằm trong khu vực này. Thì thường thường nó sẽ nằm trong cái thẻ head, nghĩa là mở thẻ head rồi đóng thẻ head, thì mình chỉ cần dán nằm trong khoảng đó là được. Ê, 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 ê. Như mình bị dán lố rồi. Ôi mình dán lố rồi, mình copy lố rồi. Đây mình ta mình copy hết luôn, quá trời luôn. Copy lại Ctrl C này dán đó, cái mình dán nghĩa là mình đã có sẵn rồi. Bây giờ mình có thể dùng cái phông này, mình lưu lưu rồi mình refresh lại coi coi nó có thay đổi gì không. Đó mà thấy nào, không thấy không, cái chữ này nó đẹp hơn, thấy chưa. Nhưng mà bạn sẽ phát hiện một điều, lúc mình là bạn bạn nè để nha, cái chữ nó dài nhưng mà khi mà bạn bấm refresh nè, đó đầu tiên nó ốm xong nó to rồi nha. Không, nó cũng vậy luôn nhỉ. À nó cũng vậy đâu, không sao. Đây, cái này nó vẫn chưa thay đổi. Vì mình coi cái phông này phông gì mà tại sao nó chưa thay đổi. Phông size, layout, phông family. Open Sans Serif. Sao kỳ, sao mình vẫn dùng cái đó đúng mà sao? Là cái này đây. Sans
sao cái này nó vẫn không được, mình cũng chưa biết tại sao, mình cứ thử thôi. Thì bạn cứ thử, được không được thử thử từ 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 vậy đó. Có thể là lý do là cái chỗ phong style italic này nè, có thể là lúc mà bạn copy vào nó chưa có cái ví dụ ở đây, đây bạn chọn thêm cái chỗ italic đây, normal đó, chọn thêm cái này luôn đi, thì bạn copy 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 bạn thế copy nhưng phải thế cái nãy có rồi chứ không phải nào copy đều được, copy thứ hai được, lưu mẫu, lưu mẫu, sau khi lưu mẫu mình refresh lại trang coi nó có gì thay đổi không. Đó, bạn thấy không? Nó được hơn nãy không? Nó đẹp hơn nãy không? Tại sao? Tại vì nãy mà nó chỉ mà bạn chỉ copy đứng thôi. Bây giờ còn thêm nó cái nghiêng nữa cho nên nó được. Đó, bây giờ tạm thời ổn ổn rồi ha. Thử nghiệm nè ha. Mình coi có cái nào khác không? Mình muốn đổi thành cái phong nó hết, cái phong nó tròn trịa. Như cái trang này nó mặc định là cái phong đó hết rồi cho nên nó mình cũng không có đổi gì nhiều rồi. Bây giờ thêm một cái nữa. Sau khi đổi phong, đó là cách dùng phong của phong Google. Chỉ cần một chọn bên đây, xong rồi dán vào bên này, rồi thay tất cả các chỗ nào mà không có chữ phong sans serif á, bằng thay bằng nó. Nè, thay bằng cái này nè, phong family nè. Ở đây tại vì nó dùng phong family là sans serif sẵn rồi. Chứ nếu mà nó dùng một cái chữ khác á, thì bạn ráng bạn tìm tới chỗ đó bằng thay. Đây, ví dụ mình tìm chỗ body, copy. Quên nói bạn nữa. Ở đây nó để chữ body đúng không? Nhưng mà thực tế là chấm body. Tại class đó. Bất kỳ class nào trong Scott.css đều bắt đầu chữ chấm. Ví dụ bằng set bằng chấm body. Này bạn thấy không? Layout chấm body nè. Đi wrap nè. Mình chọn cái nào mà chấm body thôi. Không thấy ta. Đây body đây. À ghi cái này không chấm, cái này không chấm, xin lỗi các bạn. Mình nhầm. Đây, chữ body đây. Không thấy nè. Open sans serif nè, bây giờ bạn thay bằng cái nếu mà cái này là chữ khác không phải chữ này thì bạn thay bằng chữ open sans serif là được rồi. Đó cái dùng Google Font. Đó này luôn đi. Đó bây giờ bạn thấy là tự send thêm này tự nhiên nó bị rơi xuống, nó bị không mất cân xứng. Bây giờ mình muốn cho nó lên thì làm sao? Đó, mình để là cái khung nè, thực chất cái khung này nó tới đây là. Nhưng mà mình nghĩ là lúc mà tại mình dùng cái này nó mới trật, nó mới vậy. Cái này như nó rộng quá, mình không muốn nó rộng như vậy, mình muốn nó thấp chút. Cái này được rồi, nhưng mà cái này nè nó rộng quá vì làm sao nè. Padding nè, vậy padding là gì còn margin là gì? Đó, padding là cái gì còn margin là cái gì? Thì hai cái đó thường bạn có ưa nhầm, để tìm hiểu bạn vào, bạn gọi chữ padding margin, bạn vào cái trang nè w3school nè. Đó thì cái này nó sẽ cho bạn biết thế nào là margin còn thế nào là padding. Cái đây là cái đối tượng mà bạn đang xét là cái border ha, mà để ý nha, đây là cái đối tượng mà đang xét là có border. Thì cái padding đó là cái mà nó sẽ cách cái nội dung ở bên trong cái khung. Ví dụ đây là cái khung chính mình đang xét, cái padding của cái khung này á chính là cái khoảng cách từ cái khung và tới cái chữ thì nó gọi là padding. Còn giả sử có một cái khung khác ở ngoài cái khung này thì
thì cái khoảng cách giữa cái khung này và cái khung khác đó thì nó gọi là margin. Margin có nghĩa là cái khoảng cách của cái đối tượng đang xét so với những đối tượng khác. Còn padding có nghĩa là cái khoảng cách của chính đối tượng đó với nội dung của nó, nội dung nha. Thì đây nó có, mình nhớ ở đây là try it yourself. Đây đây bạn thấy nè, thì bạn thay là bạn đổi thôi, dụ margin là 25 phải không, bạn đổi bằng 45 đi, bằng series search đâu mà thấy không, nó sẽ trịch trịch ra rộng hơn. Tại sao? Tại vì khoảng cách của nó với những cái đối tượng khác sẽ rộng hơn thì margin. Còn padding 25 phải không, bây giờ mình đổi bằng 45, mình thấy nè, cái khoảng cách này nó hẹp nha, khi research thì nó rộng đó không, thấy nó rộng hơn không. Thì padding có nghĩa là ở cái ở trong, còn margin có nghĩa là cái ở ngoài đó. Thì đó là cách, thì cái trang W3 school này nè, W3 school này nè, có rất là nhiều cái cho bạn học. Ở đó mình cũng tự học lập trình web trên trên trang này. Thì trang này cũng không phải là chuyên nghiệp, chuyên sâu, nhưng mà chuyên nghiệp tất nhiên nó chuyên nghiệp rồi, nhưng mà nói về nó, nhưng mà nó viết rất là dễ hiểu. Nó lại có mấy cái ví dụ giống kiểu này là cho mình vừa thực hành vừa thấy luôn, nên mình thấy rất là hay. Nhưng mà bạn có thời gian thì bạn tìm hiểu thế này. Rồi vậy cái này bạn thấy nè, đây bạn coi cái padding nó rộng quá thì mình sửa lại, rồi mình tắt rồi bạn thắt rồi đâu, bạn thắt không, sau khi bạn tắt thì bạn thấy nó ha. Bạn tắt là coi như bằng không á, bạn bấm tắt coi như bằng không đó. Bây giờ làm muốn nhớ hẹp lại thì cần làm cho nó giảm thôi. À quên, mình quên nói bạn, padding mình sẽ có nhiều nhiều đối tượng. Rồi, cái padding. Padding tìm kiếm cụ thể một cái. Tại sao phía sau padding nó lại có những cái chữ như vậy, giống như padding 60 bit 0 và 35 bit, cái ý nghĩa của chúng là cái gì? Đây, nếu mà bạn dùng padding thì nó sẽ có là bốn cái thuộc tính là padding top, có nghĩa là khoảng cách so với phía trên, right có nghĩa là khoảng cách so với phía phải, bottom có nghĩa là khoảng cách so với phía dưới, left có nghĩa là khoảng cách so với phía bên trái đó. Nếu bạn ghi đi đủ bốn cái như vậy á, hoặc là một chữ bạn chỉ muốn sử dụng phía trên thôi thì dùng padding top. Còn cách khác, bạn chỉ dùng một chữ padding duy nhất, không có chữ top, left, right gì hết á, thì bạn sẽ dùng hai số trong giày. Số này tượng trưng cho chữ gì? Để mình nhớ coi, đây nó có liệt kê nè. Nếu mà hai chữ hai số á thì một cái là top, một cái là bottom. Ủa không, cái đầu tiên có nghĩa là phía trên và phía dưới, còn cái thứ hai có nghĩa là phía phải và phía trái ha. Còn nếu mà bạn dùng duy nhất một số thì nó sẽ đại diện cho bốn hướng luôn. Còn vậy bạn dùng 3 số á, thì cái số đầu tiên có nghĩa là phía trên, cái số thứ hai có nghĩa là phía phải, phía trái, cái số thứ ba có nghĩa là phía dưới. Còn nếu bạn dùng 4 số mà liên tục trong giày, nó sẽ đại diện cho theo thứ tự là trên, phải, dưới, trái, thì nó sẽ đi theo chiều cùng chiều kim đồng hồ xuất phát từ cái điểm đó ở phía trên. Đó là ý nghĩa. Còn nè, nếu khi bạn nhìn vào đây 60, 0, 35 có nghĩa gì? Số đầu tiên đại diện cho phía trên, số 0 đại diện cho hai bên, số 35 đại diện cho phía dưới, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái khung này, cái khung mình đang xét đây, cái khung này đây, cái khung này nè, đó, nó sẽ cắt cái nội dung mà theo cái hướng phía trên là 60 pixel, nó cắt nội dung ở hai bên là không, là không cắt gì hết. 35 là nó cắt nội dung phía dưới nè, bạn thấy nè, cái đoạn này nó có 35 thôi, trong đó cái đoạn này nó tới 60, đó, thì giờ mình đổi thôi. 40 bây giờ đổi 40, 60 giờ đổi 40 đó, nó sẽ ngắn lại không? 30 thôi. 30 thì cái này 35 cũng dài quá, mình đổi 25 thôi. Đó. 20, 25, 20 thôi. Đó. Thì tùy bạn muốn đổi sao bạn đổi. Đây là mình thích như vậy nên mình đổi như vậy. Rồi bây giờ tiếp. Sửa tiếp, sửa nào được thôi. Tại sao cái này nó lại nằm vừa lửng lửng vậy? Nó cũng liên quan đến mấy xóa này coi.
Ờ, thấy không? Nó sẽ lên liền, thấy không? Ờ, nó lên mà tại sao nó lại... Bạn cứ thử, đây bạn thử thoải mái, không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Không ảnh hưởng gì tới tới cái trang web chính của bạn hết á. Đây nó ảnh hưởng đây 210 mình giảm xuống 90 thôi đó, mình thấy không, nó cũng giữa 90 cũng còn chưa có 80 đó, mà thấy không 80 thấy được không, 80 thấy được hơn đúng không. Rồi 80 thì bạn nhớ nè, cái này 80 bạn copy, bây giờ bạn bắt đầu chỉnh vô cái trang chính của bạn nè, bấm vô đây Ctrl F Ctrl V Enter. Ơi không có gì hết rồi. Ủa sao kỳ vậy? Cái này nó có mà cái kia nó không có. Nãy xuống nguyên 110 hả? 110 important. Rồi đây mình tìm đây, 110. 110 bx chấm than important. Cái chấm than important là cái gì? Nó luôn ta, nó hơi phức tạp, không biết nó luôn không? Đợi chút để mình suy nghĩ cho nó luôn. Ủa biết nằm đâu ạ? À? Đây 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 đây. Đây nó đây. Sửa lại tầng 80 thôi. Cái important là cái gì? Có nghĩa là bạn giả sử trên cùng một đối tượng bạn tác động nhiều cái, vô đây bằng 2 là 80, nhưng mà cái này nó lại ở chỗ khác bạn lại để chữ 2 là 90. Vậy trình diễn sẽ biết dùng cái nào. Bạn sẽ dùng hai cái nằm trên một đối tượng gì nó sẽ biết dùng cái nào. Khi mà nó thấy chữ important nó nghĩa là cái này là nó lại ưu tiên cho cái này, cho dù bất kể những cái gì khác ảnh hưởng tới cái đối tượng này mà nó thấy chữ important như này nó biết thằng này được ưu tiên nhất, cho nên thằng này là con cưng cho nên nó sẽ được dùng đó, cho nên 80 là được dùng. Thì bạn sẽ dùng cái chữ này trong trường hợp nào? Trong trường hợp mà ví dụ như cái phông chữ của bạn đi, bất kỳ chữ nào trong đây ha, nó đều ảnh hưởng cái phông của body là cái phông này đây đó, nhưng mà riêng bạn muốn cái chữ Ritmo này bằng chữ phông khác thì bạn thêm cái chữ ngay chỗ Ritmo này, bạn thêm cái class là phông gì đó không biết, bạn thêm cái phông gì mới mới, nhưng mà tại chữ Ritmo này nó vừa chịu ảnh hưởng của cái phông family nằm trong body, nó lại vừa chịu ảnh hưởng bởi cái phông bạn mới định nghĩa, thì bạn vậy trình duyệt nó biết chọn cái nào. Cái đó bạn muốn trình duyệt chọn cái mà bạn mới định nghĩa thì ngay ngay chỗ bạn mới định nghĩa đó bạn để thêm chỗ chấm than, cái important vô thì nó sẽ biết tao sẽ ưu tiên cái thằng đó cho nên cái này nó sẽ khác. Thì cái ý nghĩa của important là vậy. Nãy nãy mình quên, mình sửa cái 80 còn sửa gì nữa mình quên rồi. Sau này nó ngắn gì. In review. Đây cái bed đi này đây, mình tắt cái bed đi này nè. Không không thấy không? Cái chỗ cái question này nè. Question. Đây. Bed đi này nè. Mình tắt nó đi. Để tắt ở đây bạn có thể là ghi cũng được, bạn xóa cũng được, mà bạn thêm cái này cũng được. Khi mà thêm cái này nó sẽ biết cái này là ghi chú, nó sẽ không đụng tới. Giờ mình lưu mẫu xem clock. Cái này đi. Coi nó có thay đổi chưa. Không, mình thấy không, nó đã thay đổi.
Mà giờ nhìn lại cái này nó vẫn còn rộng quá đúng không? Rộng quá mình cứ đổi thôi. Ủa hình như nãy mình tắt này đi. Này rộng quá thì đổi thôi. Đổi. Cái tin nó tiêu rồi. Này này này. Đây 60 35. Ủa nãy nhớ mình đổi rồi chứ giờ mình chưa sửa. 40 nãy như này xỉn này 20 phải. Đúng rồi. Rồi bạn copy bạn vô đây. Ctrl F, Ctrl V. Đây 60 đây mình chọn hình 40. 20. Lưu mẫu lại. Đi qua đây. Refresh lại. Đó, xong. Chữ D này cũng không đẹp lắm các bạn. Kệ nó. Ok, mình lên mình sửa này lại đi. Mình sửa này chữ nó mô coi sao. Ừ, gì đi, nó mô đi. Question S2. Ctrl F, Ctrl V. Đây, vô Italic mình chuyển hình nó mô. Thu mẫu. Refresh lại. Nhớ nha, nếu bạn muốn biết tác dụng thực sự bạn phải refresh lại. Chưa refresh thì nó không biết tác dụng thực sự của nó. Tại sao chữ D nó vẫn bị mình cảm giác như nó không có đồng bộ lắm á. Tại sao vậy? Bạn cảm giác giống vậy không? Tại sao chữ D lại bị như vậy? Mình nhớ rồi đó, mình có một lần mình cũng gặp trường hợp giống vậy. Mình sửa được rồi. Đó, mà thấy là cái này lại thấy đẹp hơn đúng không? Khi mà không có phông gì hết lại thấy đẹp hơn. Đó đó đó. Để ý nè. Cái này lại hợp hơn nè. Vậy là mình nên cái chỗ H này nè, mình đừng có để phông gì hết. Đây. Này có phông family không? Đây. Mình bỏ luôn. Mình lưu mẫu lại. Rồi mình refresh lại coi có gì khác biệt không. Đó, thấy chữ D nó đẹp hơn không? Chữ D đẹp hơn rồi. Đó, cứ thế, bạn cứ thay sửa từ từ, từ từ. Rồi bây giờ mình sửa gì nữa? Bạn muốn sửa mấy biểu tượng này không? Thì bạn muốn sửa biểu tượng này bạn chuột phải vào Inspect Element with Private. Đây, nó có biểu tượng đây. Last bằng grid icon nè, nó có icon nè. Ồ, ở đây nó có sẵn hết trơn, bự tổ chán nè. Thôi kệ, mình thấy như cái phong cái đó là được rồi. Nhưng mà bạn chú ý nha. Cái này có thể là nó từ một trang web khác, bạn muốn chắc ăn thì bạn nên lưu lưu lại xong up lên trang web up lên cái trang web của chính mình,
cái link này là của cái đường dẫn khác chứ không phải là của bạn đâu, cho nên cẩn thận. Thì mình sẽ dành thời gian để mình làm sao, còn bây giờ thì mình không làm ở đây đó. Rồi trước mắt là thấy nó cũng đã tạm ổn rồi đó, thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn làm sao mà rụi bạn, ví dụ như là bạn khi bạn kéo chuột xuống á thì cái thanh trên cùng này nó vẫn dính ở trên đầu, nó giống như trong blog maturity của mình á. Đây thực chất trong cái blog này mình cũng hướng dẫn rồi, nhưng mà bạn nếu bạn muốn thấy bằng video á thì mình sẽ hướng dẫn bằng video. Ví dụ bạn thấy cái thanh ngang menu rồi ha, khi bạn kéo xuống nó vẫn nằm ở trên cùng phải không, đó thì mình sẽ hướng dẫn tại làm sao được vậy. Thực chất trong đây mình có hướng dẫn rồi nè, trong cái mục blogger nè, đâu rồi, thanh menu rồi đây, tạo menu cố định phía trên khi lăn chuột nè đó. Thì trong bài viết này mình viết khá là chi tiết cho nên bạn làm theo là bạn đọc và làm theo là được liền, cứ làm theo đúng như vậy, đừng có chế thêm gì hết là được liền. Còn nếu bạn muốn mình làm mà thấy á, tai nghe mắt thấy á, thì mình sẽ làm sao. Còn bây giờ tạm thời mình chưa có làm, trước mắt mình chỉ làm ở đây thôi, mình chỉ làm sơ sơ thôi. Thì theo mình thấy trước mắt là cái trang web gì được ổn mà nè, không có gì phải phàn phiền hà. Nhưng mà bây giờ mình muốn đổi mấy cái hình này làm sao, thì inspect element, mình coi mấy cái hình này là hình gì vậy. Đó, cái hình này hình góc nè, mình thấy không, mình copy cái hình góc, copy vào đây, mình tìm nó nằm ở đâu, đây nó đây, đây nó đây, thấy không, đây là cái khung đầu tiên. Ngoài này xóa này đi, đây là chính là cái khung đầu tiên. Thì bạn thay bằng cái khung khác thôi là được, bạn kiếm cái hình nào đó, ví dụ bạn muốn cái mục này là cái mục về những cái chuyện tình cảm gì đó các bạn, hoặc là cái chuyên mục về sách, chuyên mục về tin học gì đó, thì bạn sẽ có một cái hình riêng dành cho nó, bạn để bạn sẽ thay bằng cái hình này. Chú ý nghe, bạn chọn kích cỡ sao cho nó giống á, chứ để bạn chọn cái cỡ này nó hình chữ nhật thẳng đứng, rồi bạn chọn hình chữ nhật ngang hoặc là chọn hình vuông thì nó sẽ không phù hợp, nó sẽ bị méo mó giống như cái hình như này. Khi mà nó bị méo mó cái đó thì nó xấu. Tương tự cái mục này cũng vậy, tương tự như vậy đó. Thì điều này để làm chi, giúp người đọc mới plot vào cái trang này, họ thấy mấy cái mục này thì họ bấm vô liền cũng được, hoặc là họ không muốn họ hãy kéo xuống họ xem bài ở đây cũng được. Còn cái đây thời gian thì mình cũng không biết tại sao nó chỉ hiện vậy mà nó không hiện khác. Mình muốn nó hiện ngày hơn là hiện giờ, này nó hiện giờ chứ nó hiện, không hiện ngày. Tạm thời cứ để đó. Còn bây giờ xem, hồi nãy giờ mình không có chỉnh sửa gì hết, bây giờ mình qua cái bố cục. Bố cục hiện tại của mình nó chưa có gì hết. Ở đây cứ là newsletter sign up thôi, chưa có gì hết. Đó, newsletter sign up. Nhưng mà chú ý là cái newsletter sign up đó nhiều khi cũng không phải của mình nữa, ghi vô nhiều khi của người khác chứ không phải của mình nữa, cho nên để mình không thấy nó, mình muốn xóa luôn. Find new letter, không có hả? Đây rồi. Đây, new letter spot đây, extended element, có một cái mục quảng cáo nó gì mình cũng thấy. Ok, motion như nè, illustration, web design on letter, mình coi có nào có như newsletter không. Đây newsletter box nè, thì đây là tất cả những cái giao diện cho nó. Coi còn nào khác không, đây quá trời luôn, một làng luôn, sidebar start nè, làng luôn. Mình không biết cái này xong rồi nhấn vào thì nó sẽ hiện là cái gì. Nó sẽ gửi cho ai. Nghĩa là mình không biết là khi mình gõ vào đây thì nó sẽ báo dành cho ai. Nó sẽ báo dành cho cái trang, ví dụ mình thử đi. Go. Bấm go. I do not have subscription by email enabled. If we do not have subscription by email enabled. Thôi mình cũng chưa biết nó bị lỗi gì đó.
Còn nếu mà bạn muốn bỏ sidebar n nè, sidebar n này deep b session bằng sidebar deep plus bằng sidebar, nên mình nghĩ mình nên xóa từ đây. Ví dụ như mình xóa, mình lưu mẫu, mình qua đây mình refresh lại. Đó, thấy là nó mất tiêu không? Ừ, mình thích vậy đó. Chứ mình không thích là có sẵn và ai biết nó đưa vô đâu. Bây giờ mình thêm tiện ích. Thích tiện ích nào mình thêm vào. Ví dụ người theo dõi blog nè, Google cộng nè, Google dịch nè, theo dõi qua email nè, bài đăng phổ biến nè, thêm bài đăng phổ biến đi. Đăng phổ biến là 7 ngày, 30 ngày qua đi. Trong 30 ngày, nhiều trong 30 ngày. Thì tiêu đề bài đăng và hình ảnh thu nhỏ đoạn trích 10 bài đăng. Mình không thích đoạn trích, lưu lại. Xem blog. Đó, xem nhiều trong trong 30 ngày qua đấy là cái này. Thì mình cũng sẽ chỉ bạn cách cách gì? Cách mà làm hình tròn. À, bạn sẽ để ý là bạn thấy đầu cái này nó bị hụt một miếng. Tại sao vậy? Tại sao lại bị hụt như vậy? Có cái gì không mà tự nhiên bị hụt? Cái đèn 60. Đúng rồi. Đó, bạn có thể thay đổi cái chiều rộng, chiều dài của nó luôn cũng được. Ủa gì nó bị cái gì vậy? Tại sao nó lại có một khúc ở trên? Rồi mà thấy có một khúc ở trên nè, hơi khó chịu. Mình cũng chưa biết tại sao lại vậy. Thế nó nằm ở trong cái mẫu này nè. Class bằng sidebar. Nè, bạn thấy không? Popular post nè. Đây chính là cái sidebar hồi nãy mình mới thêm vào. Bạn thêm bên kia nhưng mà bên đây nó cũng có. Đó, mặc dù bạn thêm bên kia nhưng mà bên đây nó cũng có. Class bằng sidebar. Thì không phải là mình không biết tại sao nó lại dư một khúc như vậy. Đó, từ từ mình tìm hiểu sao đi. Thì tạm thời là vậy đó. Đó, bạn có thể chỉnh từ từ sửa được.
thì mình sẽ quay lại, khi mình tìm được cách đó, thì mình sẽ quay lại video tiếp theo thứ sáu ha. Còn video này tạm thời dừng tại đây. Cảm ơn các bạn.